quý vị và các bạn, năm 2022, thành phố Uông Bí đã có nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần vào kết quả kéo giảm tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí trong 12 năm liên tiếp của tỉnh Quảng Ninh. Nhiều mô hình câu lạc bộ đảm bảo an toàn giao thông, tuyên truyền luật giao thông được các tổ chức đoàn thể của thành phố Uông Bí duy trì hoạt động có hiệu quả. Năm 2023, để kéo giảm tai nạn giao thông, thành phố Uông Bí chủ trương tăng cường công tác xử lý vi phạm và tiếp tục phát huy thế mạnh của các mô hình câu lạc bộ đảm bảo an toàn giao thông. Bám sát chủ đề Năm An toàn giao thông quốc gia, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Trong những năm gần đây, bức tranh giao thông của thành phố Uông Bí đã thay đổi rõ nét. Đặc biệt, hạ tầng giao thông của thành phố đã khang trang hiện đại hơn. Công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành luật giao thông và xây dựng văn hóa giao thông được địa phương coi trọng. Từ đó hạ thấp số vụ tai nạn giao thông, đưa Uông Bí trở thành một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh Quảng Ninh về thành tích công tác này. Để nâng cao hiệu quả trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thành phố Uông Bí xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại và thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và phương tiện tham gia giao thông an toàn. Chính vì vậy, trong thời gian qua, Uông Bí đã rất chú trọng tới việc mở rộng hạ tầng giao thông, xóa bỏ các điểm đen giao thông, tạo hành lang thông thoáng, thiết lập và duy trì đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân, thành phố Uông Bí cũng tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Lực lượng chức năng của thành phố luôn duy trì công tác kiểm tra, giám sát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông theo quy định. Đây là một trong những buổi ra quân tiến hành xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Uông Bí. Để tăng cường tính hiệu quả trong việc xử lý vi phạm, ngăn chặn kịp thời những hành vi thấy lực lượng cảnh sát giao thông thì bỏ chạy, có thể gây mất an toàn giao thông đối với phương tiện cùng lưu thông trên đường. Các cán bộ cảnh sát giao thông đã sử dụng xe chuyên dụng cơ động để dừng xe kiểm tra theo quy định. Chúng tôi thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát và thực hiện các cái chuyên đề về người điều khiển trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, có nồng độ cồn và kiên quyết xử lý nghiêm. Đối với người điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn hoặc chất ma túy thì thường xuyên là có những cái biểu hiện chống đối hoặc là cản trở đối với tổ công tác. Nên vì vậy là ngoài cái giáo dục thuyết phục thì tổ công tác cũng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm sao mà xử lý nghiêm, kiên quyết đối với các đối tượng có hành vi là không hợp tác hoặc là chống đối. Tất cả các phương tiện vi phạm luật giao thông đều được lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Uông Bí đưa về địa điểm đã quy định để xử lý. Đã có không ít trường hợp bị lập biên bản vì vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều. Bên cạnh việc xử lý vi phạm thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng tiến hành tuyên truyền các quy định an toàn khi tham gia giao thông cho người dân ngay tại điểm xử phạt để họ nhận thức được hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Uông Bí đã tăng cường kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nhiều lần qua công tác kiểm tra dù không phát hiện trường hợp vi phạm, song cũng mang tính răn đe, tránh tình trạng các lái xe vi phạm. Là một trong những phường có mật độ dân cư đông và nhiều cơ quan đoàn thể, nên lượng người và phương tiện tham gia giao thông ở phường Thanh Sơn luôn đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm. Vì vậy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, duy trì công tác tuần tra, nhắc nhở giáo dục người dân tham gia giao thông an toàn luôn được chính quyền phường hết sức quan tâm. Chính vì vậy, từ nhiều năm nay, tai nạn giao thông trên địa bàn Thanh Sơn đã giảm sâu. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị luôn được nâng cao. Chúng tôi cũng đã ban hành những kế hoạch thực hiện công tác an toàn trật tự đô thị, đồng thời là cũng tổ chức các cái buổi tuyên truyền từ trên chỗ phường cũng như xuống các khu dân cư là lồng ghép để tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự đô thị. Còn về mặt dưới thực tiễn thì chúng tôi cũng đã cho các hộ dân trên các tuyến phố là tiến hành là ký các cam kết là không vi phạm về trật tự đô thị. Còn về việc thực hiện thì chúng tôi là thực hiện theo tuần. Đấy, ngoài là về phường chủ động công tác thực hiện thì phường cũng kết hợp với lại các cái đội kiểm tra trật tự đô thị của thành phố để thực hiện. Thì đến nay là kết quả báo cáo của đồng chí là về mặt dưới thực tế dưới hiện trường ấy, để các hộ dân là cơ bản là chấp hành rất là tốt. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí chú trọng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn này, đó là phối hợp với đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố đi tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Phường Thanh Sơn đã ra quân rất quyết liệt, thường xuyên để chấm dứt hành vi lấn chiếm vỉa hè của người dân kinh doanh sát mặt đường. Hình ảnh các bạn đang xem là một buổi phối hợp giữa cán bộ phường Thanh Sơn và đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thành phố xử lý hành vi vi phạm của người dân trên địa bàn. Theo đó, các trường hợp vi phạm hành lang đường giao thông đều bị đoàn liên ngành xử lý theo quy định, đồng thời thực hiện văn bản cam kết không tái phạm. Cùng với này các xã phường thì đội kiểm tra trật tự môi trường cũng đã có những cái hình thức để xử lý trong cái quá trình mà khi đi thực hiện nhiệm vụ mà các hộ dân sau khi đã có nhắc nhở và không chấp hành, có thể sẽ xử lý bằng xử lý vi phạm hành chính, sau đó là lập biên bản để xử phạt. Tất nhiên cũng trong cái việc đấy là về cơ bản là cũng là nhắc nhở là chính, sau đó trong quá trình quá thể thì mới xử lý bằng vi phạm chính. Đội đã cùng phối hợp với lại địa chính các xã phường, địa chính trật tự môi trường. Sau những lần mà nhắc nhở thì sau đó là sẽ mời các hộ dân lên đấy, làm cam kết là sẽ cam kết không tái phạm vào cái việc mà lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Để người dân có ý thức hơn, các thành viên trong đoàn liên ngành cũng tận tình nhắc nhở, động viên người dân như thế này. Từ đó chung tay cùng xây dựng hình ảnh thành phố Uông Bí không còn tình trạng tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông. Chúng tôi thường xuyên đi làm công tác trật tự các phố của trong khu Thanh Sơn và tuyên truyền và nhắc nhở bà con phải thực hiện nếp sống văn minh và trật tự đô thị rất gọn gàng. Nếu nhắc nhở là lần hai, nếu hộ nào mà cố tình mà không thực hiện thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý. Đặc biệt là chúng tôi rất là biểu dương những cái hộ mà chấp hành nghiêm chỉnh để là làm gương và tuyên truyền cho các hộ khác để làm theo. Đó là một hình thức chúng tôi tuyên truyền phổ biến cho mọi người thực hiện đúng cái quy định của pháp luật. Để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân, xây dựng văn hóa giao thông theo tinh thần của chủ đề năm an toàn giao thông quốc gia, các phường xã của thành phố Uông Bí cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn. Từ đó đưa luật giao thông tới từng gia đình để họ chấp hành một cách tốt hơn, hạn chế được tai nạn giao thông ngay từ gốc. Nhờ công tác tuyên truyền đúng trúng và đến tận từng tổ dân khu phố, nên đến bây giờ, hầu hết người dân ở Uông Bí đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Phường Yên Thanh có địa hình giao thông tương đối phức tạp khi có nhiều khu dân cư, đường giao thông đấu nối với quốc lộ 18. Vì vậy, công tác tuyên truyền luật giao thông luôn được các cấp chính quyền địa phương thực hiện thường xuyên liên tục. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt đó nên từ nhiều năm nay trên địa bàn phường Yên Thanh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với lại các mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội đã đưa vào các cái kỳ họp sinh hoạt chi bộ tại các khu dân cư để quán triệt triển khai các cái chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên đến từng đảng viên, từ đó nhân rộng ra mô hình khu dân cư an toàn về an toàn giao thông, đi đến từng nhà và tuyên truyền để tăng cường cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, đường để xây dựng các cái tuyến phố an toàn giao thông và văn minh đô thị. Một trong những cách làm có hiệu quả của phường Yên Thanh để đưa luật giao thông đến với người dân là phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng khu trên địa bàn. Là người sâu sát, gần dân nhất nên công tác tuyên truyền của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng khu đã được người dân đón nhận và xem đây là một kênh thông tin quan trọng giúp họ tham gia giao thông có văn hóa, không để xảy ra tai nạn giao thông cho bản thân và cộng đồng. Từ nhiều năm nay, ông Đỗ Xuân Thương, bí thư chi bộ, trưởng khu phố Thanh Đông, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, luôn cùng các chi ủy viên, đảng viên chi bộ đi tuyên truyền luật giao thông trong khu dân cư như thế này. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, với quan điểm xây dựng ý thức, tạo thói quen tốt cho mọi người thì phải xây dựng từ gốc. Thế nên ông Thương luôn chú trọng đến các trường học. Việc phối hợp với các thầy cô giáo tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh luôn kỹ lưỡng và cụ thể, giúp cho các em tham gia giao thông an toàn. Công tác tuyên truyền luật giao thông đến từng nhà cũng được đội ngũ cấp ủy, chi bộ khu phố Thanh Đông, phường Yên Thanh thực hiện có hiệu quả. Các vi phạm của con em trong khu như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, sử dụng rượu bia rồi lái xe, đều được các bác nhắc nhở kịp thời tới gia đình và chính người vi phạm. Nhờ đó đã góp phần tạo nên nền nếp tốt hơn. Cái thứ nhất là về trật tự đô thị, về đỗ xe an toàn trên các vỉa hè là nghiêm cấm không được đỗ xe. Hai là đỗ xe dưới lòng đường mà trái là không được phép. Cái thứ ba đấy là khi tham gia giao thông là tuyệt đối không được uống rượu bia. Cái tư là nhắc nhở các quán nhậu, đều nhắc nhở rằng khi mọi người khách đến nhậu là yêu cầu là quán là có trách nhiệm đưa tức là khách về tận nhà lái xe. Cái này chúng tôi tuyên truyền sâu rộng, mà khi nhận được cái chỉ thị này đấy, chúng tôi luôn luôn là gắn liền với tất cả các cuộc họp, hội nghị đều tuyên truyền phổ biến. Từ cái chỗ đó mà được lan tỏa rộng rãi toàn dân, nên cái hiệu quả tức là giảm về vấn đề tai nạn giao thông thì báo cáo là sang năm 2023 chúng tôi giảm rất nhiều. Đấy, mọi năm thì báo cáo là với cái tuyến đường này đấy là cũng luôn luôn là xảy ra. Báo cáo từ khi mà thực hiện tuyên truyền về chỉ thị 18 của Trung ương và cái 39 của tỉnh và cái 42 của thành ủy thì báo cáo là cái hiệu quả rất tốt. Tuyên truyền cho từng nhà một, từng gia đình một đấy về an toàn giao thông. Đấy, có những nhất là những cái quán bia, quán rượu hoặc là những cái chỗ coi như là tập trung đông người đấy là thường xuyên coi đến nhắc nhở. Cái thứ nhất là về coi như là đỗ xe, đảm bảo coi như là đúng coi như là vị trí. Cái thứ hai nữa là trên lòng lề đường là phải thông thoáng. Đấy, thế nên là tôi cảm thấy coi như là cái phần an toàn giao thông ở đây rất yên tâm. Đấy. Thế thì còn về tuyên truyền thì quả thật mà nói là tôi thấy là coi như là được chính quyền địa phương và khu rất quan tâm, đi đến từng nhà một. Đấy, và coi như là đến coi như là từng ngõ ngách coi như là để coi như là chúng ta tuyên truyền. Thành tích về kéo giảm số vụ tai nạn giao thông của thành phố Uông Bí trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tốt hơn và bền vững, thì ở thành phố Uông Bí vẫn còn nhiều hình ảnh vi phạm luật giao thông cần phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời. Tình trạng rất nhiều người điều khiển phương tiện xe mô tô không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường và chở quá số người quy định đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Một điểm nữa, do công tác đảm bảo trật tự đô thị chưa được thành phố thực hiện triệt để, nên tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh, đỗ xe vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là ở một số phường trung tâm của thành phố. Điều này đòi hỏi Uông Bí tiếp tục quan tâm hơn nữa, nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới. Có như vậy, những nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông của Uông Bí mới có hiệu quả và bền vững lâu dài.